chủ động bảo vệ trong đại dịch COVID-19. Bảo vệ chính mình, bản thân mỗi người là quan trọng nhất. Một khi bạn tự bảo vệ được chính mình thì cũng giúp bảo vệ những người xung quanh và cộng đồng. Bảo vệ gia đình, có một nơi để về, đó là nhà. Có một nơi để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Bạn cần bảo vệ hạnh phúc này. Thực hiện tốt 6K. 1. Khẩu trang. Đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. 2. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và vệ sinh sạch sẽ những nơi thường tiếp xúc. 3. Khoảng cách. Luôn giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người quá số lượng cho phép, tùy thời điểm. Không quá 30, không quá 20, không quá 10, không quá 2. 5. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 6. Ký bảo hiểm. Tham gia các sản phẩm bảo hiểm ngắn hạn để được bảo vệ trong thời điểm này và các sản phẩm dài hạn để được bảo vệ tài chính trọn đời. Đây là sản phẩm minh họa từ huấn luyện viên Thạch Long. Anh chị có nhu cầu hãy liên hệ người chia sẻ video này để được thiết kế sản phẩm phù hợp nhất nhé. Ký hợp đồng không tiếp xúc. Bạn hoàn toàn yên tâm khi tham gia những sản phẩm bảo vệ trong mùa dịch COVID-19 này bởi 100% hợp đồng và giấy tờ liên quan được ký online thông qua ứng dụng điện thoại mà không cần tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm. Sở hữu ngay sản phẩm này cho gia đình bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin trên màn hình. Hiện thực chỉ xuất hiện khi bạn bắt đầu thực hiện. Hành động ngay!